Tập 32, Uổng kế Chu Du. Nhằm mục đích liên ngô kháng Tào, Gia Cát Lượng đã thân hành đến Sài Tang. Với tài trí siêu việt của mình, đã khẩu chiến với đám quần thần của Tôn Quyền. Nhưng trước sức mạnh của trăm vạn quân Tào, Tôn Quyền vẫn băn khoăn nghi ngại. Trong tình hình đó, Tôn Quyền cho gọi thủy quân đại đô đốc Chu Du trở về bàn luận quyết sách. Gia Cát Lượng lại một màn đối khẩu với Chu Du, ông sửa đổi câu thứ 7 của bài Phú Đồng Tước Đài, kích cho Chu Du nổi giận củng cố quyết tâm chống Tào. Sáng sớm hôm sau, Tôn Quyền ra công đường, bọn quan văn là Trương Chiêu, Cố Ung, hơn 30 người. Bọn quan võ là Trình Phổ, Hoàng Cái, hơn 30 người, áo mũ san sát, gươm đeo sáng quắc, chia ngôi thứ đứng hai bên. Một lát, Chu Du vào yết kiến, thi lễ xong, Tôn Quyền ân cần thăm hỏi, rồi đưa tờ hịch cho Chu Du xem. Chu Du xem xong hỏi, chúa công đã cùng với văn võ bàn định chưa? Quyền nói, mấy hôm nay bàn luận việc ấy, người thì khuyên ta nên hàng, kẻ lại bảo ta nên đánh, ý ta chưa định bề nào, xin công cần quyết định cho. Chu Du hỏi, ai khuyên chúa công hàng? Tôn Quyền đáp, các quan văn đều muốn hàng. Du hỏi ngay Trương Chiêu, xin cho ý kiến muốn hàng của tiên sinh thế nào? Chiêu nói, Tào Tháo mượn tiếng triều đình để dẹp đánh bốn phương, nay lại mới được Kinh Châu, uy thế ngày càng lớn. Giang Đông ta mà có cự được với Tào Tháo là nhờ dựa vào sông Trường Giang, giờ đây Tào Tháo có hàng trăm nghìn chiếc thuyền, thủy lục cùng tiến, ta lấy gì mà chống được? Không bằng hãy hàng, rồi sau sẽ liệu kế khác. Chu Du lại hỏi, những ai chủ chiến? Hoàng Cái đứng ra thưa, chúng tôi quyết chiến để đền đáp công ơn Ngô Hầu. Chu Du cười nói, hàng Tào là lời bàn của bọn Hủ Nho. Giang Đông từ khi lập nước đến giờ, đã trải ba đời, sao nỡ chốc lát bỏ mất? Quyền mới hỏi, thế đánh thì có kế gì? Chu Du nói, Tháo tuy giả danh là tướng nhà Hán, thật ra là giặc nhà Hán. Mà chúa công là bậc thần võ hùng tài, nhờ cơ nghiệp của cha anh, binh giỏi lương nhiều, đáng lẽ tung hoành cả trong thiên hạ, trừ kẻ bạo tàn, sao lại phải hàng giặc? Và lại, Tháo đi chuyến này mắc phải nhiều điều kỵ trong binh pháp, đất Bắc chưa yên, còn cái họa Mã Đằng, Hàn Toại sau lưng, mà Tháo dám ở lâu để đánh phương Nam. Là một điều kỵ, quân Bắc không quen đánh dưới nước, mà Tháo dám bỏ yên ngựa dùng thuyền bè, tranh giành với Đông Ngô, là hai điều kỵ, đang mùa đông rét mướt, ngựa không có cỏ khô ăn, mà dám khởi binh, là ba điều kỵ, đem quân ở lục địa tiến sâu vào chỗ sông Hồ, không quen thủy thổ, nhiều người đau ốm, là bốn điều kỵ. Quân Tháo phạm bốn điều kỵ ấy, dẫu nhiều cũng phải thua. Chúa công bắt được Tháo ở chính lúc này. Tôi chỉ xin vài vạn tinh binh đến đóng ở Hạ Khẩu, đủ phá được Tào Tháo cho chúa công xem. Tôn Quyền đứng dậy nói, thằng giặc già muốn cướp ngôi nhà Hán đã lâu, chỉ e có Viên Thiệu, Lã Bố, Lưu Biểu với ta mà thôi. Nay mấy người ấy đã mất, duy chỉ còn có ta. Ta cùng với giặc già, thề không chung sống. Ngươi nói đánh, chính hợp ý ta. Quả là trời cho ngươi xuống giúp ta đó. Chu Du nói, tôi xin vì chúa công mà quyết một trận huyết chiến, dù chết cũng không từ. Chỉ sợ chúa công còn hồ nghi chưa định. Quyền rút ngay thanh gươm bên cạnh, chặt bay một góc bàn trước mặt, nói rằng, các quan các tướng, ai còn nói hàng Tào, sẽ như cái góc bàn này. Nói xong, tặng luôn thanh gươm cho Chu Du, phong Chu Du làm đại đô đốc. Trình Phổ làm phó đô đốc, Lỗ Túc làm tân quân hiệu úy. Nếu văn quan võ tướng, ai không tuân lệnh, dùng thanh gươm ấy chém đi. Chu Du nhận gươm nói, ta phụng mệnh chúa công, đem quân đánh Tào Tháo, chư tướng và quan viên, ngày mai đều phải ra trại trận ở cạnh bờ sông nghe lệnh. Ai chậm chạp lầm lỗi cứ chiếu theo trong 7 điều cấm lệnh, 54 tội chảm quyết thi hành. Nói rồi, Chu Du từ biệt Tôn Quyền bước ra khỏi phủ, các quan văn võ giải tán, đâu về đấy. Chu Du về đến dinh, cho mời Khổng Minh vào bàn việc. Chu Du nói, hôm nay, trong phủ bàn định đã xong, xin tiên sinh cho biết kế hay để phá Tào Tháo. Khổng Minh nói, bụng Tôn tướng quân chưa thật ổn, không thể định kế được vội. Ông ta vẫn còn có ý sợ quân Tào nhiều, quân mình ít không địch nổi. Tướng quân nên nói rõ quân số để Tôn tướng quân vững dạ thì việc lớn át xong. Du nói, tiên sinh nói phải lắm, rồi ngay lập tức vào ra mắt Tôn Quyền. Quyền hỏi, đêm khuya công cẩn còn đến đây, chắc hẳn có việc gì. Du thưa, ngày mai cất quân, chúa công còn nghi hoặc chút nào không? Quyền nói, ta chỉ còn lo quân Tào nhiều lắm, sợ không địch nổi thôi. Du cười, nói, tôi chỉ vì việc ấy mà đến đây, nói rõ để chúa công biết. Chúa công thấy hịch Tào Tháo nói dối có trăm vạn quân, nên sinh lòng nghi sợ, không xét rõ hư thực thế nào. Nay xét ra, hắn huy động quân mã trong nước chẳng qua được 15, 16 vạn mà đã mệt mỏi cả rồi. Số quân thu được của họ Viên cũng độ 7, 8 vạn, nhưng đa số vẫn còn nghi ngờ chưa phục. Quân số tuy nhiều cũng không đáng sợ, tôi chỉ xin 5 vạn quân là đủ phá nổi. Chúa công chớ nên áy náy. Quyền mừng lắm nói rằng, không cần nói đến điều ấy, thật gỡ được mối hoài nghi cho ta. Từ Bố Hồ Đồ làm ta rất thất vọng.
chỉ có ngươi với Tử Kính là hợp bụng với ta thôi. Vậy thì ngươi hãy cùng với Tử Kính, Trinh Phổ mang quân đi trước. Ta thu xếp thêm quân mã, tải nhiều lương thực, làm hậu ứng cho. Tiền quân phòng có điều gì không được như ý, thì đã có ta đây. Ta phe này quyết nhau với giặc Tào, không còn hồ nghi gì nữa. Chu Du từ Tạ ra về, bụng nghĩ thầm rằng Khổng Minh đã đoán trúng được cả ruột gan Ngô Hầu, mà mưu kế gì cũng hơn ta một bậc. Nếu để lâu tất gây vạ cho Đông Ngô ta, chi bằng giết Quách đi cho rảnh. Rồi bàn việc muốn giết Khổng Minh cùng Lỗ Túc. Túc can rằng không nên. Nay giặc Tào chưa phá được mà đã giết mất người hiền sĩ, thế là tự mình hại người giúp việc cho mình đó. Du nói người này giúp Lưu Bị, tất gây vạ cho Đông Ngô về sau. Túc bèn nghĩ ra một kế vẹn toàn, nên sai anh ruột y là Gia Cát Cẩn sang dụ y về với Đông Ngô chẳng hay hơn ư? Du cho là phải. Sáng hôm sau, Du đến hành dinh, ngồi cao trên trướng. Quân đao phủ đứng sắp hàng hai bên, hội họp cả văn võ lại để truyền lệnh. Du truyền lệnh cho các tướng rằng phép vua không thể thân sơ, chức phận ai nấy phải giữ. Hiện nay Tào Tháo lộng quyền, tệ hơn Đổng Trác, giam Thiên Tử ở Hứa Đô, đóng Bạo Quân ở biên cảnh. Ta nay phụng mệnh ra đánh, các ông cùng phải gắng sức đồng lòng. Quân đi đến đâu, không được quấy nhiễu dân sự. Ai có công thì thưởng, ai có tội thì phạt, không tư vị ai cả. Du chợt thấy vắng phó đô đốc Trình Phổ liền hỏi tại sao vắng mặt. Nguyên Trình Phổ đáng tuổi cha Chu Du, thấy Du quyền to hơn mình, có ý không vui, giả ốm không đến, sai con là Trình Tư đi thay. Chu Du biết ý Trình Phổ không phục, nhưng cũng không giận gì, chỉ dặn Trình Tư khi nào xong việc sẽ ghé thăm Trình lão tướng quân. Chu Du sai Hàn Đương, Hoàng Cái làm tiền bộ tiên phong, lĩnh chiến thuyền đi ngay hôm ấy, đến cửa sông Tam Giang đóng trại, chờ có lệnh khác sẽ hay. Tưởng Khâm, Chu Thái làm đội thứ hai, Lăng Thống, Phan Trương làm đội thứ ba, Thái Sử Tử, Lã Mông làm đội thứ tư, Lục Tốn, Đổng Tập làm đội thứ năm. Lã Phạm, Chu Trị đi tuần phòng cả bốn mặt và đốc thúc quan quân thủy lục phải song song tiến lên, hẹn nội nhật hôm ấy phải đi cả. Các tướng được lệnh, ai nấy thu xếp thuyền bè vũ khí ra đi. Trình Tư về thuật lại với cha rằng Chu Du điều binh hợp phép lắm. Trình Phổ giật mình nói, ta vẫn khinh Chu Lang nhu nhược, không xứng đáng làm tướng. Nay y giỏi như thế, thật là tướng tài, ta há chẳng phục sao. Lập tức đến trại Chu Du tạ tội, Du cũng khiêm tốn tạ lại. Ngay sau đó Gia Cát Cẩn đến, Du mời vào trong bảo rằng lệnh đệ là Khổng Minh có tài vương tá, sao lại hạ mình đi thờ Lưu Bị. Nay mai y đến Giang Đông, phiền tiên sinh chớ có quản công, đến dụ y về với Đông Ngô, thì chúa công được thêm một tay giỏi, mà anh em tiên sinh lại được đoàn tụ, chẳng hay làm sao. Cẩn thưa, từ khi tôi đến Giang Đông, chưa lập được một chút công nào, nghĩ cũng xấu hổ lắm. Nay đô đốc đã sai, tôi xin cố gắng. Nói rồi lên ngựa chạy ngay đến ngay nhà khách, vào thăm Khổng Minh. Khổng Minh mời vào, hỏi han trò chuyện rồi, Cẩn khóc mà nói rằng nhị đệ có biết Bá Di, Thúc Tề ngày xưa không. Khổng Minh nghĩ thầm đây tất là Chu Du cho đến dụ mình, liền đáp lại rằng, à, Bá Di, Thúc Tề là bậc thánh hiền đời xưa. Cẩn nói, hai ông ấy dẫu đến lúc chết đói ở núi Thú Dương, anh em cũng còn ở với nhau một chỗ. Nay ta với đệ, ruột thịt một nhà, thế mà mỗi người thờ một chủ, sớm tối không được đoàn tụ với nhau, chẳng đáng thẹn với người xưa lắm ư. Khổng Minh nói, huynh nói là tình, đệ giữ là nghĩa. Huynh với đệ cùng là dòng dõi nhà Hán. Nay Lưu Hoàng Thúc là tôn thất nhà Hán, nếu huynh bỏ Đông Ngô về thờ Hoàng Thúc với đệ, thì trước không hổ thẹn với bầy tôi nhà Hán, sau nữa chúng ta lại được họp mặt nhau, thế là tình nghĩa hai đường vẹn cả. Huynh trưởng nghĩ thế nào? Cần nghĩ bụng, mình đến dụ nó, chẳng hóa nó lại dụ mình. Rồi ngồi ngẩn mặt ra, chẳng nói được câu gì. Lát sau Cần đứng dậy ra về ý kiến Chu Du, thuật lại lời Khổng Minh. Du nói, ý ông làm sao? Cần nói, tôi đội hậu ơn chúa công, có đâu nỡ bỏ. Du nói, ông đã có bụng chung với chủ như thế, không phải nói nữa. Còn Khổng Minh ta sẽ có cách thuyết phục y. Hôm sau, Chu Du cùng với Lỗ Túc, Trinh Phổ cất quân đi và mời Khổng Minh đi cùng một thể. Khổng Minh vui vẻ nhận lời, lên cả thuyền, dương bùm kéo đến hạ khẩu, cách cửa Tam Giang 30-40 dặm đóng trại. Thuyền bè đỗ rất có trật tự. Chu Du hạ trại ở giữa, trên bờ thì dựa vào núi Tây Sơn lập doanh trại, chung quanh cũng lập đồn phòng bị cả. Chu Du phân phát đâu đấy rồi nói với Khổng Minh rằng, ngay trước quân Tào Tháo ít, quân Viên Thiệu nhiều, thế mà Tháo đánh được Thiệu, ấy là bởi vì Tháo dùng mưu Hứa Du, trước hết triệt lương thực ở Ô Sào. Nay quân Tào 83 vạn, quân ta chỉ độ 5-6 vạn, cự sao nổi, tất cũng phải đốt lương của nó trước, rồi mới phá được. Tôi đã dò biết được lương thảo Tào Tháo chứa cả ở núi Tụ Thiết. Tiên sinh ở Hán Thượng đã lâu, am hiểu đường đất, xin phiền tiên sinh cùng với quan, Trương, Tử Long đi ngay đến đó triệt lương của Tào Tháo. Tôi xin giúp thêm 1.000 quân mã, hai bên cùng vì việc chung cả, xin tiên sinh đừng có thoái thác.
Khổng Minh nghĩ thầm rằng chắc hắn dụ ta không nổi nên lập kế hại ta. Nếu ta từ chối, hắn sẽ chê cười, chi bằng cứ vâng lời rồi sẽ liệu kế khác. Nghĩ vậy liền vui vẻ nhận lệnh. Chu Du thấy Khổng Minh nhận lời cũng mừng lắm. Khổng Minh từ giã ra về, Lỗ Túc hỏi nhỏ Chu Du, ông sai Khổng Minh đi đốt lương là ý làm sao? Du nói, ta muốn giết Khổng Minh, nhưng ngại thiên hạ chê cười, cho nên mượn tay Tào Tháo giết đi, để khỏi lo về sau. Túc nghe nói, liền tức tốc đến gặp Khổng Minh, xem Khổng Minh có biết ý gì không, nhưng chỉ thấy Khổng Minh cứ điềm nhiên như không, sắp sửa điểm quân mã để đi. Túc thương hại mới hỏi gợi rằng, tiên sinh đi chuyến này, chắc có thành công được không? Khổng Minh cười nói, ta đánh thủy, đánh bộ, đánh mã, đánh xe, môn nào cũng giỏi, khó gì mà chẳng thành công, chớ chẳng như ông và Chu Lang chỉ biết có một nghề mà thôi đâu. Túc hỏi, tôi với Công Cẩn, thế nào là chỉ biết có một nghề? Khổng Minh nói, tôi nghe trẻ con ở Giang Nam có hát rằng, mặt bộ cầm quân tài tử kính, ra sông đánh thủy có Chu Du. Xét như vậy, thì ông chỉ tài trên bộ, chẹn đường giữ ải, còn Chu Lang thì chỉ biết đánh thủy, chớ đánh bộ thì kém. Túc lại mang lời ấy về nói với Chu Du. Du nổi giận nói, sao dám bảo ta không đánh được mặt bộ? Không khiến Khổng Minh đi nữa, để ta tự mang quân đến cướp lương Tào ở núi Tụ Thiết cho mà xem. Túc lại đem chuyện đó nói với Khổng Minh. Khổng Minh cười bảo, Công Cẩn sai ta đi cướp lương là cố ý mượn tay Tào Tháo giết ta. Ta mới nói đùa một câu, Công Cẩn đã không chịu được. Hiện nay đang lúc dùng người, chỉ mong sao cho Ngô Hầu đồng tâm với Lưu Sứ Quân mới thành công được. Nếu mang bụng hại lẫn nhau, thì việc lớn sẽ hỏng mất. Tào Tháo lắm mưu, xưa nay hắn chỉ quen cướp lương của người ta, lẽ đâu hắn chẳng phòng giữ cẩn thận. Công Cẩn mà đi, tất nó bắt được. Nay hãy đánh mặt thủy trước, để làm bớt cái nhuệ khí của hắn đi, rồi sẽ liệu kế khác đánh phá mới được. Tử Kính nên về nói với Công Cẩn cho khéo. Lỗ Túc lập tức đang đêm về nói với Chu Du, thuật lại lời Khổng Minh. Du lắc đầu, nói rằng kiến thức người này hơn gấp 10 ta, nếu không trừ ngay đi, tất để vạ về sau. Túc can rằng, nay đang lúc cần người, xin hãy coi việc nước là trọng, đợi khi nào phá xong được Tào Tháo, bấy giờ sẽ liệu cũng vừa. Lưu Bị thấy Khổng Minh từ khi sang Đông Ngô đến nay chưa thấy tin tức gì, không biết sự thể ra sao, bèn sai Mi Trúc bơi một chiếc thuyền thuận dòng sang sông, thẳng đến trại Chu Du, mang theo dê, rượu và đồ lễ sang Đông Ngô, giả tiếng khao quân để dò xét hư thực. Quân sĩ vào báo, Du mời vào, Mi Trúc thi lễ, dâng đồ lễ vật và bày tỏ ý Lưu Bị. Du nhận lễ rồi mở tiệc khoản đãi. Mi Trúc nói, Khổng Minh sang đây đã lâu, xin cho về một thể. Chu Du nói, Khổng Minh đang cùng ta lập mưu phá Tào Tháo, về thế nào được? Ta cũng muốn gặp Lưu Dự Châu để cùng bàn việc, nhưng ta đang thống lĩnh đại quân, không thể đi xa được. Nếu Dự Châu có lòng hạ cố đến chơi một chút, thì ta hả lòng mong đợi lắm. Mi Trúc vâng lời, lại từ trở ra. Lỗ Túc hỏi Chu Du rằng, ông muốn tiếp Lưu Huyền Đức để bàn việc gì? Chu Du nói, Huyền Đức như con thú dữ trong đời, không thể không trừ được. Nay ta thừa cơ dụ y đến giết đi, để trừ một mối lo to cho nước nhà. Túc can ngăn hai ba lần, Du nhất định không nghe. Mi Trúc về ra mắt Lưu Bị, thuật chuyện Chu Du muốn mời đến chơi để bàn bạc việc. Lưu Bị sai thu xếp một chiếc thuyền nhẹ, định đi ngay. Quan Vũ can rằng, Chu Du là người đa mưu, lại không có thư của Khổng Minh, hoặc có mưu lừa gì chăng, không nên khinh thường. Lưu Bị nói, ta nay kết liên với Đông Ngô, cùng phá Tào Tháo. Nay Chu Du muốn gặp ta, nếu ta không đi thì không phải là tình đồng minh với nhau. Hai bên cứ ngờ vực lẫn nhau, việc to hỏng mất. Quan Vũ nói, nếu huynh trưởng muốn sang đó, em xin đi theo. Trương Phi cũng xin đi. Lưu Bị nói, chỉ Vân Trường đi là đủ. Dương Đức với Tử Long ở nhà giữ trại, Giản Ung phải giữ Ngạc huyện cho vững, ta đi sẽ về ngay. Phân công đâu đấy rồi, Lưu Bị cùng Quan Vũ chỉ đem 20 tên quân, bơi một chiếc thuyền nhỏ sang Giang Đông. Quân sĩ vào báo với Chu Du rằng Lưu Dự Châu đã đến. Du hỏi, y đem thuyền đến nhiều hay ít? Quân sĩ bẩm, chỉ có độc một chiếc thuyền và hơn 20 tên tùy tùng. Du lập tức sai quân đao phủ mai phục đâu đấy, rồi ra trại đón Lưu Bị. Lưu Bị trên thuyền ngắm trông chiến thuyền Giang Đông cùng với tinh kỳ binh giáp dàn ra hai bên tả hữu tề chỉnh lắm, trong bụng cũng đã mừng thầm. Chu Du ra bờ sông đón Lưu Bị rất trang trọng, rồi mời Lưu Bị vào mở tiệc khoản đãi. Khi ấy Khổng Minh tình cờ ra chơi bờ sông, thấy Lỗ Túc đến, nghe tin Lưu Bị đến gặp Chu Du thì thất kinh, vội lẻn vào trung quân xem động tĩnh ra làm sao. Thấy trên mặt Chu Du đầy những sát khí, trông vào hai bên màn vách thì thấy đặc những quân đao phủ. Khổng Minh sợ hãi nói, thế này thì làm thế nào? Nói rồi lại nhìn Lưu Bị, chỉ thấy cười cười nói như không, lại thấy một người cắp gươm đứng hầu sau lưng Lưu Bị. Nhìn xem ai thì là Quan Vũ, Khổng Minh mừng nói, chủ ta không có gì đáng lo nữa rồi. Chu Du mời mọc Lưu Bị uống rượu, được vài tuần, định cầm chén rượu ném xuống làm hiệu,
Sực trông thấy một tướng mặt đỏ râu dài cắp gươm đứng sau Lưu Bị, liền hỏi ai. Lưu Bị nói, em tôi là quan Vân Trường đó. Du giật mình hỏi, có phải là người chém Nhan Lương, Văn Xú khi xưa khi đó không? Lưu Bị đáp, chính phải. Du thất kinh, mồ hôi đổ toát ra cả áo, rồi rót rượu mời Quan Vũ uống. Lưu Bị nói, Khổng Minh ở đâu, nhờ Tử Kính mời lại đây gặp một lát. Chu Du nói, đợi khi nào phá xong Tào Tháo, bấy giờ sẽ gặp nhau cũng được. Lưu Bị nín lặng, Quan Vũ đưa mắt cho Lưu Bị. Lưu Bị biết ý, đứng ngay dậy từ biệt Chu Du mà rằng, nay tôi hãy xin cáo biệt, khi nào phá được giặc thành công, xin lại sang mừng. Lưu Bị từ biệt ra đến bờ sông, đã thấy Khổng Minh ở trong thuyền, Lưu Bị mừng rỡ. Khổng Minh nói, chú công có biết việc nguy cấp hôm nay không? Lưu Bị ngạc nhiên nói, không biết có việc gì. Khổng Minh nói, nếu không có Vân Trường thì chú công đã bị Chu Du hại rồi. Lưu Bị bấy giờ mới vỡ lẽ, bèn nói Khổng Minh cùng về phản khẩu. Khổng Minh nói, tôi tuy ở kề miệng hổ, nhưng vững như Thái Sơn. Chú công trở về, đúng đến hôm 20 tháng 11 là ngày Giáp Tý, phải sai Tử Long mang một chiếc thuyền nhỏ chờ tôi ở mé nam bờ sông, chớ có sai hẹn. Lưu Bị hỏi ý làm sao? Khổng Minh nói, cứ xem gió đông nam nổi lên lúc nào, thì tôi về lúc ấy. Không biết Khổng Minh ở lại giúp Ngô Kháng Tào diễn biến tiếp theo thế nào, xin xem tập sau sẽ rõ.